Tại các buổi góp ý cho dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi chính sách bảo hiểm xã hội một lần đang tác động lớn đến cả doanh nghiệp và người lao động. Trong đó, lao động có thâm niên từ trên 10 năm xin nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội một lần khiến doanh nghiệp lo thiếu lao động, nhất là trường hợp có tay nghề. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lạc Tỷ, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh có gần 3.000 lao động. Thời gian vừa qua, nhiều người vẫn liên tục làm đơn xin nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội một lần, khiến doanh nghiệp lo lắng biến động lao động. Tương tự, một doanh nghiệp sản xuất ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ khi dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được đưa ra lấy ý kiến, thì nhiều người lần lượt làm đơn xin nghỉ việc để rút bảo hiểm xã hội một lần. Các doanh nghiệp đang ít đơn hàng nên chưa bị ảnh hưởng sâu bởi vấn đề này. Nhưng cuối năm, dự báo đơn hàng tăng lên thì việc thiếu lao động có tay nghề tác động rất lớn. Phần lớn những người lao động chọn rút bảo hiểm xã hội một lần là những người có thâm niên làm việc trên 10 năm, đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 10 đến 12 tháng và sống nhờ vào khoản tiền này. Và dù tuổi nghề cao nhưng tuổi đời nhóm lao động này còn trẻ, mới ngoài 30 tuổi, nên nhiều người tin rằng khi quay lại thị trường vẫn đủ điều kiện để hưởng lương hưu, chỉ có doanh nghiệp là lo lắng mất đi đội ngũ thợ có tay nghề. Với người lao động, nghỉ việc là lựa chọn của bản thân và ai cũng có lý lẽ riêng. Bởi trong giai đoạn kinh tế khó khăn, nhiều công ty phải giảm giờ làm, nên nhiều người chọn cách rút bảo hiểm xã hội để có một khoản phòng thân. Để người lao động không nghĩ đến rút bảo hiểm xã hội một lần, ngoài vấn đề việc làm bền vững, giấy thu nhập đủ sống, cần phải xây dựng chế độ hưu trí sao cho hấp dẫn. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, dù bảo hiểm thất nghiệp có tính chất chia sẻ, nên chăng cần tính toán bổ sung một khoản trợ cấp một lần cho người lao động có quá trình đóng kéo dài đến lúc nghỉ hưu. Mặt khác, việc trên các nền tảng mạng xã hội liên tục lan truyền những thông tin từ năm 2025 chỉ còn được rút 50% bảo hiểm xã hội một lần cũng đang tác động rất lớn đến tâm lý người lao động. Có công nhân chưa tìm hiểu, đâm đơn xin nghỉ, sau đó mới biết chỉ là một trong hai phương án nằm trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi thì lại tiếc nuối. Do vậy, để người lao động tin tưởng vào chính sách an sinh, nhiều chuyên gia cho rằng trong giai đoạn hiện nay, phương án 1 là phù hợp nhất, đáp ứng nguyện vọng của số đông lao động. Cụ thể, việc rút bảo hiểm xã hội một lần được giải quyết với hai nhóm lao động khác nhau. Nhóm 1 là người đóng tham gia trước khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực, sau 12 tháng nghỉ việc mà có nhu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Nhóm 2, như người bắt đầu đi làm và tham gia hệ thống từ sau ngày luật sửa đổi có hiệu lực, không được nhận bảo hiểm xã hội một lần.